siêu phẩm phải sớm từ cửa hàng Toli. À. Mang quần áo của anh đi không nhỉ? Có mang đi rồi. Đâu, mày quay bóc cho. Nào ta xem nào, phải kiếm con dao. Về quê lắp hoàn biển thì quý trí nhưng mà anh tưởng xe khác thì đéo biết luôn. Có cái phanh ABS an toàn. Đàn bà đi đâu này nóng đất ngã. Như lòng xe của mình kia đấy ở phát là cực dề ngã xuống này. Như con lết này dề mà không biết đấy đi ngã xuống này. Nó chuyển màu được à? Chuyển màu nhá, chuyển hai màu luôn. Còn nếu thì nó không dám đẩy đi này mà anh ơi. Nếu dám được nét thế mà nhỉ? Để bay đi, không dám. Để bay. Ừ, để bay. Cố tình nó để thế chứ mày. Liệu sơn của nó còn dính mà bóc nó có lột sơn chưa? Nhìn nó sơn hơn là sơn trong hãng. Thế cái nót để chân đâu? Cái nót để chân đâu? Chắc là từ đằng sau. Mất còn nữa à? Còn đồ ấy nhỉ, đồ cũ. Chả có cái gì đâu, chứ mỗi cái quả bô mới nị cái ốc trục thôi. Chơi bô titan thì đắt lắm. Chuyện ngồi này em tính sẵn đi. Giờ bô này em mua bô cũ của anh, mua lại của anh cửa hàng mua cũ thôi. Bô titan đi nó hồng rực lên. Tắt máy nguội thì nó lại thấy ra. Nhưng mình chuyển màu này ra đăng ký thì mình bị nó bắt thì chết. Đâu, em vẫn màu ghi đây. Đăng ký trong đăng ký của em vẫn màu ghi mà. Ghi tối. Đây mặt trước ta chả có ghi. Thì ghi tối mà. Không phải ghi sáng mà. Chưa được ghi sáng. Ủa, anh cho luôn một cả một cái chìa nữa luôn. Ba mày còn chưa được ngồi đâu ấy. Được con ngồi đi nhỉ. Cười con. Con cảm ơn chú Toli đi.